Xin kính chào quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi đang trên hình ảnh, cái dựa dựa vào đấy đó. Trên hình ảnh là chúng tôi đang chuẩn bị hàng để mang đi Đông Hương Thái Bình. Không không, ngược lại nhá, ngược lại. Đứng sang kia. Đấy. Rồi cứ đứng thế. Đứng giữ im nhé, cẩn thận, giữ tay vào, cẩn thận đổ. Hiện nay chúng tôi đang quay là bên phía trước khu B, bên kia là khu A của chúng tôi. Đấy, đứng ở đấy. Hiện nay là ở giữa là chiếc cuốn thư Long Hóa, mang ba chữ, phải giữ tay nhá, không nó đổ nhá. Mang ba chữ Phúc Mãn Đường, và đây là cảnh, đây là Long Hóa, và những cái này về chi tiết chúng tôi đã từng thuyết minh rồi. Trước đây chúng tôi đã chuyển một chiếc này đi Đắk Lắk và một chiếc đi thành Thanh Hóa của mẫu này. Còn hai bên thì là đối cầu, đối một bên là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Liên Thịnh, bên này là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh, và là mẫu vắt vải. Còn bên ở giữa là cuốn thư là ba chữ Phúc Mãn Đường. Và bây giờ tôi bắt đầu đi lên xe. Nào, cho lên xe đi, cho câu đối lên trước đi. Cuốn thư câu đối này thì cái phần được làm bằng toàn bộ bằng gỗ gụ, và cái phần nền cơ bản là dày 5 phân, chưa kể các cái phần đắp. Ở đây cuốn thư câu đối đây là các cái, không kể các cái phần lồi lên. Phần chi tiết chúng tôi đã từng chứng minh rồi, và lúc này thì đang chuẩn bị đưa lên xe, cho nên chỉ nhắc qua là cái sự tiện ngày hôm nay là chuyển cái lô hàng này. Thế là dài đấy, quá dài luôn. Đi đến chỗ gần trường cấp 3 Mê Linh, thuộc về huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cô lên trước đi, cô bên này lên trước, bác Chiên ra đây. Cái này cũng tương đối nặng, còn hai cô gái về cũng thấy tương đối nặng. Được rồi, bác cái cô về đi. Được rồi. Đấy, chúng tôi đã để, vì hôm nay xe chỉ chuyển có ba chiếc này đi Đông Hưng Thái Bình, cho nên là rất là rộng rãi, chúng tôi đã để nằm ngửa đi đôi câu đối này. Và đây là chúng tôi đang bán cho một khách hàng quen. Trước đây là bác đã mua chúng tôi một bộ bàn ghế ăn bằng gỗ hương, một bàn 8 ghế, bàn tròn 1m33 và 8 chiếc ghế chân mập. Và bác rất là hài lòng với sản phẩm, cho nên là ngày hôm nay là bác tiếp tục sử dụng, ủng hộ tiếp cho Đức Hiền với cái sản phẩm mới là bộ cuốn thư câu đối. Hiện nay chúng tôi thì đang, cửa hàng đang có 3 mẫu là cuốn thư Long Hóa, cuốn thư Phượng và cuốn thư Hồng Chỉ. Còn câu đối cũng có 3 loại là câu đối Phượng, câu đối cuốn thư vắt vải, đây là cuốn thư vắt vải, và một loại câu đối nữa là lòng mo ôm cột. Thì sơ bộ như vậy. Để quý vị có sự lựa chọn nào thì xin cứ gọi điện để đổ vỗ Đức Hiền xin được phục vụ. Đức Hiền xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Trước khi dừng lời, chúng tôi đang đi vào bên trong khu B để quý vị nhìn lướt qua là cái lượng hàng. Ở đây quý Đức Hiền đang chuẩn bị rất là nhiều.
sẵn sàng phục vụ cho cái nhu cầu về sử dụng đồ gỗ của quý vị.